Ok bác nhá, tiếp tục đến với chương trình bắn tỉa cho bác ít thuốc ẩm. Xin giới thiệu bác đây là một con sáp, con này 12 lít một ngày bác nhá. 12 lít một ngày, một dòng hai lá vẫy. Cả bàn phím nút phím rất ok luôn bác này. Sạch sẽ đẹp đẽ bác nhá. Sạch sẽ đẹp đẽ. Con này dòng 2 trong 1. Đấy, hút ẩm và lọc khí, rất là mới luôn. Phổi phồng thức còn rất là đẹp luôn bác này. Đấy, phổi phồng rất là mới luôn bác nhá. Lành tít không có bể vỡ. Giản dùng thứ nhất căng luôn. Màng than ok này. Con này 12 lít một ngày. Các lan này chưa gãy lan nào nhá. Đấy. Sản xuất năm 2015 bác này. Con này là hút của nó là 10 lít à 11 trên 12 lít một ngày. Nặng 12 cân 4 này. 2015 bác nhá. Thành vách bao bác ok. Đấy. Đó nha, hái con tí tí nước rồi. Bình nước yên tâm bác nhá, không có bể vỡ. Nha, bình nước ok, không bể vỡ đâu ạ. Đấy, các bác nhận hàng, các bác kiểm tra hộ em. Đấy, giá giao lưu bác con này với giá là 2.950.000 cho bác con này. Ok các bác nhá. Chuyển khoản hết em bao ship. Đấy, cảm ơn các bác rất nhiều. Đấy, các bác muốn hút ẩm thì các bác có thể là tìm hiểu đến cái dòng này. Để về các bác hút nha, con này 12 lít một ngày rất là khỏe luôn đấy. Một sáp hai lá vẫy nhìn rất là thanh cảnh và đẹp. Mã của nó là CV gạch ngang EF120 bác nhá. Đấy các bác có thể tham khảo mẫu ở trên đấy và YouTube rất nhiều. 2.950.000 chuyển khoản hết em bao ship toàn quốc. Cảm ơn các bác rất nhiều nhá. Hẹn gặp lại bác trong video tiếp theo.